Rồi, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang đến với kênh của Hiền Tiên Vlog. Bữa nay là ngày 27 tháng 4. Hiện tại thì Tiên, vợ chồng của Hiền Tiên cùng với là 15 hết Bình Dương, anh Ngọc và anh Nón Vàng hiện tại là đang hướng dẫn khán giả bên trong. Dạ xe hả chị? Ở trong đó chị. Dạ. Còn nếu mà người ta không tôn trọng thì nên dừng lại là lúc rồi thôi hết, chào cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe.
rất là nhiều. Em gái gì ở ở mộ ta vợ của 15 của chị coi rồi hai chị mấy đứa làm bữa lễ dỗ tổ về nhà đó. Dạ. Chị cũng coi thấy anh chàng này giỏi vô biết làm đủ thứ. Dạ, vậy là chị cũng có theo dõi tụi em. Chị theo dõi cái lúc mà hồi đầu tiên cái bà mà ở dưới bả ở dưới mà dưới mộ mà bả lên lên đồng á là Phương nè kéo bả ra đó. Dạ. Từ đó tới giờ luôn là chị rất là cái clip đó là hot lắm luôn á chị. Mà chị ở gần đây không? Chị gần đây không hai chị gần sát bên nhà tòa thánh đó. Dạ, sát bên tòa thánh. Bữa nay là chị đến ủng hộ chị Hồng Loan. Chị mua vé chưa? Chị mua rồi. Dạ, là chị mua là ghế ở trên hay là ở giữa? Ở giữa. Ở hết ghế luôn. Vậy hả chị? Ờ. Em chưa có mua vé nữa, em tính giờ vô mua nè. Chút mua vé, loại vé đồng giá trong chữ đó. Giá thì nó nằm ở dưới quá. Nó mình đâu có ngồi đâu. Đừng phải không chị? Tụi hả? Là mình đứng ở phía sau không? Ở phía sau. Nhưng mà tụi em đâu có ngồi chỗ đâu. Dạ, mà tụi rồi. Em sợ. Chủ yếu là tụi em vô thôi chứ tụi em đâu có ngồi. Bữa nay là chị đi với ai vậy? Chị đi có mình. Dạ. Chị thấy trong cái của chị Hồng Loan sao ha? Chị Loan á thì chị Loan là ok mà thấy thương thấy tội nghiệp. Năm chị em nghĩ đi. Năm đứa con mà một người mẹ mà ở đất Sài Gòn mà lo cho năm đứa con như vậy thì đâu có phải là chuyện nhỏ đâu. Dạ. Chị nói thật nghe, nếu như chị mà đóng vai trò Hồng Loan thì Hồng Phượng, mẹ con Hồng Phượng với Kim Nga đi ra không lấy một cái gì trong nhà đâu. Kim Nga nó ra nó lấy nó dọn sạch sẽ hết. Giờ chị hoặc là chị nói ở của này chị không cho lấy làm gì. Nhưng mà Hồng Loan nó không tính toán không gì hết. Ừ, cái đó chị thấy rất là thấy thương. Không biết là lần này là chị đi là lần thứ mấy xem chị Hồng Loan diễn ha? Ở Tây Ninh này chị có một cái lần đầu tiên, tại chị ở Tây Ninh mà lần đầu tiên luôn. Dạ. Chị lần đầu tiên tại về trên Tây Ninh chị ở dưới thì chị không có thời gian. Dạ. Chị không có đi được. Chị có gặp chị Hồng Loan ở bên ngoài lần nào chưa? Chưa. Ồ, vậy là bữa nay là chắc chị rất là hồi hộp ha. Chúng ta là sẽ nhìn trực tiếp chị Hồng Loan bên ngoài. Chị ở bên ngoài là dễ thương hơn đó không á? Mấy cô chú ở Bến Tre cũng nói sao nhìn trong hình thấy mấy bữa mấy em đi Bến Tre trời ơi thấy thương nắng nôi thấy tội nghiệp. Nhưng mà vui chị. Vui ha. Xuống dưới nồng còn mất cười lắm. Con ve nó đi nó đi theo đoàn mà nó đi gánh há nó đi theo nó đi từ thiện á. Nước của người ấy của người ta xuống cái đó, chỉ giả bộ chị lấy giò chị xịt xuống cười cũng chết. Giả nai bằng là như là nó nghĩ là nó là tốt lắm. Dạ. Là chị ủng hộ chị Hồng Loan. Thôi bye bye em. Dạ bye bye chị. Chúc chị có đêm xem ca nhạc của chị Hồng Loan vui vẻ ha. Chúc em gặp nhiều may mắn nha. Dạ trên rồi em cảm ơn chị. Hành trình làm YouTube này. Dạ. Luôn lúc nào cũng đạt được nhất. Rồi em cảm ơn chị. Rồi bye bye chị. Vàng đúng không? Rồi gặp rồi. Hèn chị con nghe anh nói là có khán giả là
Dạ. Dạ. Đó, hôm nay là cô mang hoa cô tặng nha. Tặng Hồng Loan. Ồ, tặng Hồng Loan. Dạ. Tặng Hồng Loan mà dạ. Nói chung ra thì tặng dở hay không thành vấn đề, tại con Hồng Loan không phải là ca sĩ, không dạ. phải là nghệ sĩ dạ. mà vẫn đến là vô khán giả vì thay thế cha của dạ. bé Hồng Loan. Dạ. Nhưng mà cô là fan của Hồng Loan. Dạ. Thành vô lên thành tượng của cô cách nay hơn 40 năm về trước. Ừ, 40 năm. Con có xuống mộ đó quên hả? Dạ, vậy là cô gọi là cô ái mộ cố nghệ sĩ cho nên là yêu luôn con gái của cố nghệ sĩ. Nhưng mà vì chính nghĩa Hồng Loan mà cô đến đây. Dạ, vì chính nghĩa. Thương quá, thương Hồng Loan quá. Dạ, wow, bó hoa hồng của cô quá đẹp luôn nha. Bó hoa đẹp quá cô ơi. Cô vào có chờ, cô vào ở ngoài, khi nào Hồng Loan đến cô mới vô. Dạ, vậy là bữa nay là chị Hồng Loan nghe nói là hát hát ao á, tức là cuối luôn á. Thôi kệ đi, không cần vấn đề. Dạ, bây giờ tới sáng còn tới sáng luôn. Wow. Biết chừng nào là Hồng Loan đúng không? Dạ. Cô xem trên mạng. Dạ. Cô xem trên mạng, cô xem từ đầu tới sau. Lúc nào cũng có chương trình là có cô hết. Dạ. Cô xem. Nhất là ở mộ của anh Năm Vũ Linh đó là ngày mà cô cũng xem dạ. từ sáng sang tới trưa tới đây nhà cô gần ở đây không cô? Gần nhà cô nè, cô có số con mà. Dạ, vậy là cô tên gì ta? À, cô Sương. Cô Sương hả? À, cô Sương. Không, cô điện con làm hô lên Tinh Ninh để chương trình gì ta. Các cô hỏi con thì... Ủa, bữa bữa nay đi Tinh Ninh hả? Con hỏi đi Tinh Ninh là đi chơi. Đi núi thôi phải không? À, dạ. Chứ không phải là đi chương trình gì đó. Cô tưởng là chương trình gì nè dạ, con. Dạ, bữa bắn pháo bông của cô. À, vậy là bữa bắn pháo bông đó, con có lấy số nha. Cô bé, cô điện. Hôm bữa ngày 30 tháng 3. 30 tháng 3. Tụi con... Cho con coi lại cái bông hoa cô. Quá đẹp cô. Nó không đáng là bao quá, nhưng mà này tấm lòng, tấm dạ. lòng của cô đó chứ không con. Đâu phải cô đâu, tụi con cũng có nè. Đó, chuẩn bị nè cô ơi. Chuẩn bị nè. Cô thích mua này là cũng có quà. Cô thích mua muối ớt nè, muối tôm. Tại Tinh Ninh đặc sản là bánh bánh tráng muối tôm. Dạ. Nếu mà cô mua cái đó thì Hồng Loan ăn cũng hết. Dạ. Quá vui đó. Dạ. Bữa nay là có những cái quà tuy nhỏ nhưng mà ý nghĩa lắm á cô. Chứ là cô Quyền ha. Đó, tất cả mọi người đều biết, tất cả các anh em YouTube YouTube trên mộ như là dưới nhà chị Hồng Loan ha. Bữa nay đến này là ngạc nhiên lắm luôn á. Có mấy cô mà cô biết tụi con là hay xúc động lên. Tên này nếu bách lắm đó thầy. Dạ. Tên này của cô là Dùng Đạo. Cô hiểu Dùng Đạo đó không? Dạ. Dùng Đạo có nghĩa là ăn chay á. Dạ. Có người ăn chay ở trên trường luôn. Dạ. Mà chỉ nói về mà thì nói chung là không phải là ăn chay là tu. Dạ. Dạ. Mà nói đúng ra thì Tinh Ninh cô là Dùng Đạo. Dạ. Lúc nào cũng thiện nguyện dữ lắm, thiện nguyện nhiều lắm. Dạ đúng rồi cô. Là cô xuống dưới con nhớ cô vừa rồi cô ạ. Vũ Linh chết chừng mất chừng nửa năm cô có đến đó. Dạ. Ủng hộ tiền cho tụi con bồi dưỡng đó. Dạ. Thương lắm, thương mà làm ở Bình Dương nói chuyện tiếng nói sao sao á. À. Với Tâm Sư Phố. Đây Tâm Sư Phố. Cô biết mặt hết mà. Dạ, cô biết hết rồi. Đứng luôn á, mặt từng nè, nè nè. Dạ thôi được luôn cô. Hả? Dạ con kênh có biển. Có biển. À rồi rồi, có biển vậy là cô biết Thảo gì ta luôn. Chị Thảo Thảo Cam Ba cô. Cô đang đứng kìa. Đó cô. Đó. Cô nói rất là vui khi mà các anh em khi mà vừa đến bữa nay cô bữa nay là cô được. Còn là gì bà con cũng đã biết tất cả các anh em YouTuber như bà con. Rất là vui. Duy Minh á, Duy Minh Quyền kỷ niệm cũng rất là đáng nhớ. Dễ thương. Dạ. Anh Duy Minh bữa nay là anh đi đám cưới. Chứ không á là anh không có nhưng mà anh lên rồi. Tối nay là anh nói 50-50 không biết là anh có đi. Dạ anh yêu thì anh dạ, hồi trước có hỏi anh là anh cũng có hỏi lên mà cũng hỏi không lên tại vì anh về quê đám cưới đó cô. Anh yêu hồi trước anh cúng một bàn rất là lớn, bàn toàn là tiền đô không? Tiền đô với cơm chay. Tiền đô luôn tôi. Do bữa nay là ngày Dí Quan Âm đó cô. Bữa nay ngày Dí Quan Âm. Vô ngay tặng bạn cô ngồi trong chờ. Dạ. Dạ rồi, rồi con chào cô. Chúc cô buổi tối vui vẻ nha. Nè, nếu cô biết tụi con lên đó là bà con là ăn cơm nhà cô lại đây cũng được. Dạ. Ở dưới là đặt ghé nhà cô trước là tiện lắm. Ở đó là có 2 cây số. Dạ. Con chào cô ha. Dạ, con chào hai cô. Dạ. Rất là vui luôn. Rất là vui. Sáng nay là tối nay là biết cô là biết của anh. Bà con cô bác thấy YouTube hiện tại thì các anh YouTube anh em YouTube đang chờ chị Hồng Loan đến và các cô là quyết tâm là bữa nay là
Vậy được hả? À, tức là mình phải cầm vé đúng không? Giữ cái cùi rồi. À, mình giữ cái cùi là mình làm. Nhưng mà bên đó, trong đó mình có quay được ta? Quay được mà em đăng được hay không đó. À, vậy hả? Vậy giờ sao ta? Quay thì được nhưng mà đăng. Đó là vậy nè, mình tặng quà cho chị nè. Cái lúc mà chị đi ra về. Chị đi ra quá ha, chắc vậy quá ha. Chị đi ra về mình chờ cái mình. Trời ơi, sao mà ban vô cái đó dữ vậy? Cái đó có sợi dây mà. Chạy vô luôn. À, vậy không thấy ha. Đó, mình cố thôi bà con. Ha, đúng không? Mình ấy mình chào chị ra cái mình tặng luôn rồi sao? Hay là anh sao đây? Để chúc anh ấy đi ha, để mình suy nghĩ sao đúng không? Tính sao? Để chị nghĩ sao còn sao? Tại vì những cái hộp lon. Rồi tới đây tiền xin kết thúc cô chú anh chị ơi. À, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi tối tốt lành nha, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau. Dạ, con ở Bình Dương. Chào chú. Cũng chào chú. Mình áo rồi ha. Dạ. Chú ở đâu nè? Chú ở nhà ở đây nè. Nhà ở Long chú cũng đi coi hát hay sao chú? Làm Sài Gòn. Dạ, chú làm Sài Gòn. Chú mới về nghỉ lễ. Dạ. Rồi bao giờ là cô chú quay lại Sài Gòn để làm việc? Qua 34. Dạ. Chú mình đi coi hát hay sao hả chú? Điểm mày bóng mê chú gọi là mà bả đi có mình mới buồn. Dạ. Phải theo dạ. Mẹ. Chú có đứa em thì bả mê Hồng Loan lắm, đi nào cũng có dạ. Rồi á nè. Dạ, con chào cô, giờ cô vô ngồi. Đêm nào bà cũng có con tôi á. Dạ. Vậy là bà xã chú đâu? Bả về bả lấy cái lon cà phê lên hả? Dạ. Về lấy lon cà phê. Vậy là nhà gần đây lắm luôn hả chú? Vậy là dạ. Hai cô chú đều gọi là thích chiều lon hết. Không, chú á là chú không có cái dạng mà thể thao với văn nghệ, chú hết. Dạ. Mà chú chỉ mê là mà. Dạ, còn, mê là thôi. Còn Thím á, Thím là coi là Hồng Loan, Phi Nhung hay là vậy là bữa nay là mê thần tượng á. Mê là thần tượng Hồng Loan á là Thím mày á. Dạ. Thần tượng lắm. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Chú qua muốn hỏi ha, Thím chạy lên hỏi Thím mà ta đặt cái gì nó cũng nói được. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Như các cô chú các chị thấy ha, bà con ở Tây Ninh phải nói rất là yêu quý chị Hồng Loan luôn. Dạ. Dạ chú ngồi chờ Thím. Số diễn tại đó, cô chú anh chị ơi, là bây giờ Tiên xin kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi tối tốt lành. Cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh. Để là chút nữa là Tiên sẽ cập nhật khi mà chị Hồng Loan vừa đến nha cô chú anh chị.